Các bạn đang nghe truyện Tiên công khai vật trên kênh TV Audio CV. Chương 546, ta không phải đứa trẻ không có mẹ yêu thương, sau một thoáng hoảng hốt, mạnh giao âm quay người lại, nhận ra mình không còn ở Hỏa thị Tiên Thành nữa, mà đã tiến vào sâu bên trong lòng núi Hỏa thị. Nàng tự xem xét nội tâm, phát hiện linh tính nơi sâu thẳm đã bị tổn thương nghiêm trọng, tự ý dâng trào, ngưng tụ thành khối u ám. Thương thế lại nặng thêm rồi, nàng thở dài não nề, nhưng không vội vàng trở về Hỏa thị Tiên Thành mà tiếp tục đi sâu vào lòng núi tiến vào dung nham tiên cung đạo thương khiến ký ức ta phai mờ rồi đây linh tính cũng sẽ tiêu tan cuối cùng ta sẽ trở lại làm phật y chủ động quay về dung nham tiên cung từ đó mạnh giao âm chủ động giảm bớt thời gian ở bên ninh chuyết đồng thời dùng nhiều cách uyển chuyển ám chỉ về tương lai chia xa ninh chuyết trốn trong chăn nức nở khóc tôn linh đồng đi tới bên giường tò mò hỏi sao thế sao còn chưa ngủ mà khóc lóc vậy? Ninh Triết thò đầu ra khỏi chăn. Ta, ta nhớ mẹ. Ta, ta không ngủ được. Mỗi khi ta không ngủ được, mẫu thân đều hát cho ta nghe. Ngươi có thể hát cho ta nghe một chút được không? Tôn Linh Đồng bất đắc dĩ, đành hát bài ca lắp bắp. Phật y mạnh giao âm ẩn mình, lặng lẽ dõi theo, trong lòng tràn đầy ấm áp và vui mừng. Nàng không ngờ, chỉ vì tùy ý để Ninh Triết cứu giúp, Tôn Linh Đồng, dù xuất thân tà phái, lại là người có tấm lòng lương thiện. Tôn Linh đồng âm thầm điều tra gia tộc Ninh Gia, giúp đỡ Ninh Chuyết chống lại sự ăn mòn của tộc nhân, tất cả đều được mạnh giao âm nhìn thấy. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Đêm đã khuya rồi, phải đi ngủ thôi, không sẽ không cao lớn được đâu, đầu óc cũng sẽ kém đi đấy, Chuyết Nhi. Mạnh giao âm hiện thân, ôm nhu nhắc nhở Ninh Chuyết đang thức khuya đọc sách. Ninh Chuyết kinh hỉ ngẩng đầu, nương, nương đã về, hắn giơ quyển sách trong tay lên, nương, con nhất định sẽ dốc hết sức tu luyện cơ quan thuật, chữa khỏi bệnh cho nương. Lần trước nương trở về, cánh tay bị thương rồi. Ánh mắt mạnh giao âm có chút né tránh, cánh tay cũng vô thức trục lại phía sau. Con trẻ lớn lên, càng tinh ý hơn trước. Vết thương trên cánh tay nàng là do lúc ở núi hỏa thị chém giết xích diễm yêu thú mà thành. Khi đó nàng mất đi lý trí, không còn chút ký ức nào, chỉ dựa vào thiết lập sẵn của Phật Y mà hành động, bảo vệ dung nham tiên cung, chém giết yêu thú cũng là một trong số đó. Con ngoan! Mạnh giao âm vô cùng cảm động, không kìm được ôm Ninh Chuyết vào lòng. Ninh Chuyết ôm chặt lấy mẫu thân, dù chỉ là cơ thể con rối cứng ngắc, hắn vẫn cảm nhận được tình yêu vô bờ bến. Hắn nhìn về phía ngọn đèn le lói trên bàn, đôi mắt ánh lên tia hy vọng như ánh bình minh, lẩm bẩm, nương, con nhất định sẽ trở thành cơ quan tu sĩ lợi hại nhất thế gian. Con sẽ chữa khỏi bệnh cho nương, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, cơ thể mạnh giao âm khẽ rung lên. Nỗi bi thương vô hạn dân trào khiến nàng khó kìm nén. Nàng siết chặt hai mi, nước mắt lại vô thức rơi xuống. Đây chính là từ ấu viên sao. Ninh Chuyết ngước nhìn tòa lầu cao, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nhưng nghĩ đến mẫu thân, hắn vẫn nghiến răng hòa vào dòng người nấp trong góc khuất ninh triết chăm chú quan sát các cơ quan tu sĩ trên đài cố gắng học hỏi kỹ thuật điều khiển một ngẫu hắn đã học được rất nhiều lý thuyết cơ quan nhưng kỹ năng điều khiển thực tế cần phải có sư phụ chỉ dạy mạnh giao âm ngày càng suy yếu thời gian tỉnh táo rất quý giá không muốn lãng phí vào việc dạy ninh triết những điều nhỏ nhặt này ninh triết liều mạng học theo kỹ thuật điều khiển của lý lôi phong mười ngón tay nhỏ giấu trong tay áo không ngừng hoạt động đôi mắt to không chớp nhìn chằm chằm. Hắn tập trung cao độ trong thời gian dài, đến mức bụng đói kêu ọt ọt, đầu óc choáng váng, tai ù đi. Hắn nhặt bánh ngọt thừa của khách để ăn. Ngon, ngon quá, cuối cùng, Ninh Triết được Ninh Trách, đại bá của mình nhận nuôi. Hắn được đi học ở học đường. Biết được hoàn cảnh của Ninh Triết, đám bạn học ở học đường liền buông lời chế giễu. Đồ con hoang, con hoang, tên quái thai, tên quái thai, có mẹ sinh, không có mẹ dạy, sống lay lắc qua ngày. Ninh Chuyết đột một quay người lại, hai mắt đỏ ngầu, nắm đấm siết chặt, gầm lên, ta có mẹ, bọn bạn học giật mình, rồi lại tiếp tục chế giễu bằng thái độ thậm tệ hơn. Ninh Chuyết hét lớn một tiếng, lao vào đánh nhau với đám bạn học. Hắn trở về nhà với khuôn mặt bầm dập. Phụ mẫu của những đứa trẻ bị đánh đến nhà hỏi tội, Ninh Trách cúi đầu nhận lỗi. Ninh Trách quay đầu, nghiêm khắc trách mắng Ninh Chuyết, phạt hắn quỳ gối. Gan to bằng trời, dám đánh cả cháu trai nhà gia lão, Ninh Triết quỳ đến tận tối, không được ăn cơm, bụng đói đến hoa cả mắt. Ninh Kỵ no nê đi đến trước mặt Ninh Triết, cố ý khoe khoang thức ăn còn thừa, vênh váo khoái trá. Nương, nương ở đâu? Hu hu hu, Ninh Triết chỉ dám khóc thầm trong lòng. Phật y mạnh giao âm đi trong đường hầm núi hỏa thị, mỗi bước đi đều đều tâm tấp, dáng vẻ cứng nhắc như tượng, đôi mắt không chút gợn sống hoàng hôn buông xuống tan học ninh tuyết lẫn trong dòng học sinh rời khỏi trường đi ngang qua con phố nhỏ hắn chợt dừng lại nhìn thấy một bạn học nắm tay cha mẹ vui vẻ cười nói tên quái thai bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng hét lớn ngay sau đó ninh tuyết bị người ta xô ngã từ phía sau hắn tức giận đứng dậy định trả đũa thì thấy mấy đứa bạn học cười cợt chạy tán loạn trong lúc nhất thời hắn không biết nên đuổi theo ai. Chạy được một đoạn xa, đám bạn học lại dừng lại, chế giễu, đồ con hoang không có mẹ, tên quái thai, Ninh Truyết gào lên giận dữ, đuổi theo. Cuối cùng, vì về nhà quá muộn, hắn bị Vương Lan nhốt ngoài cửa. Ninh Truyết hậm hực, cố kìm nén cơn giận, xoay người bỏ đi. Hắn rời khỏi nhà Ninh Trách, đi về phía căn nhà nhỏ của mình. Trên con đường nhỏ vắng lặng, bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Nương, Ninh Chuyết khẽ gọi, vui mừng chạy về phía trước. Phật Y mạnh giao âm ôn nhu nhìn hắn. Nàng mặc áo tròn rộng thùng thình, đen như mực, vừa tiện cho việc di chuyển trong đêm tối, vừa che giấu thương tích đầy người. Mạnh giao âm chủ động nắm tay Ninh Chuyết, vừa đi vừa hỏi han. Ở học đường có vui không? Rất vui à, các lão sư đều rất tốt, các bạn đều thích chơi với con. Sao con không ngủ lại nhà đại bá? Con đột nhiên nhớ nhà mạnh giao âm chua xót trong lòng. Nàng không phải không biết hoàn cảnh của Ninh Chuyết, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, nàng vẫn lựa chọn đứng ngoài quan sát. Chỉ khi nào Ninh Chuyết gặp nguy hiểm thật sự, nàng mới ra tay. Rõ ràng chỉ là bàn tay gỗ, nhưng Ninh Chuyết lại cảm thấy như đang nắm lấy cả thế giới. Thế nhưng, giọng nói của mạnh giao âm dần nhỏ lại, tiếng bước chân trở nên đều đều, cứng nhắc, ánh mắt nàng trở nên vô hồn như xác chết tình mẫu tử ấm áp dường như bị bóng tối xung quanh nuốt chửng ninh truyết cúi đầu nhạy bén nhận ra sự thay đổi của mẫu thân hắn siết chặt tay mẹ nước mắt long lanh nghẹn ngào nói nương nương yên tâm con biết con không phải là hài tử không có mẫu thân yêu thương ninh truyết dần lớn lên ninh truyết và tôn linh đồng cùng nhau quậy tung chợ đen trong một con hẻm nhỏ mấy tên tu sĩ ẩn nấp lần lượt ngã xuống đất Ninh Triết nghe thấy tiếng động, quay người lại, nhìn thấy những tu sĩ này, trong lòng không khỏi sợ hãi. Nếu bị đám người này vây công, hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Hắn bỗng vui mừng reo lên, nương, sao người lại ở đây? Đã lâu lắm rồi con không gặp người, Phật y mạnh giao âm mỉm cười, mấy ngày nay con làm gì, nương đều nhìn thấy hết, rất tốt. Nàng nhìn Ninh Triết, cảm thán nói, đột nhiên con đã cao lớn như vậy rồi, giống như mới hôm qua còn là đứa trẻ nghe đồng dao mới chịu ngủ vậy. Đi theo ta. Ninh Chuyết liền đi theo Mạnh Giao Âm, đi sâu xuống lòng đất, tiến vào một căn cứ bí mật. Mạnh Giao Âm nói, ta đã xây dựng rất nhiều căn cứ bí mật như thế này, đây là căn cứ chữ đinh. Ta có để lại một vài thứ ở đây. Bây giờ xem ra, con đã đủ tư cách để nhận những thứ này rồi. Không đến mức là bảo vật gì quá quý giá, để tránh ảnh hưởng đến tâm tính của con, khiến con trở thành kẻ phung phí tiền của Ninh Chuyết nhận được vân ẩn hàm bao Ninh Chuyết nhận được dung nham tiên cung yếu lực Ninh Chuyết nhận được một thanh liêm đao cơ quan Mạnh giao âm dặn dò, vân ẩn hàm bao là một vật kỳ lạ, ẩn chứa vân đạo lý lẽ, có thể giúp con che giấu rất nhiều bí mật Dung nham tiên cung yếu lực là do nương tự tay biên soạn, tổng kết kinh nghiệm, cùng với những phỏng đoán về tiên cung Tam tông thượng nhân, còn thanh Liêm đao cơ quan này, con phải đặc biệt chú ý. Đây là Dạ Vũ Ma binh, cực kỳ sắc bén, hung tính khó khống chế, càng thôn phệ nhiều tu sĩ, uy lực càng lớn. Nương đã phải trả giá rất đắt mới thuần phục được nó. Mặc dù vậy, cứ cách một khoảng thời gian, nương đều phải luyện chế lại nó một lần, thanh tẩy hung tính tích tụ. Nếu không, nó sẽ phản phệ. Trước khi chết, nương đã cố ý phong ấn nó nhiều lớp. Đây là kế sách bất đắc dĩ. Thời gian càng lâu, khả năng nó phá vỡ phong ấn càng lớn. Một khi phá ấn, nó sẽ càng thêm hung hãn, sát khí kinh khủng, giống như mảnh thú đói khát, bất kỳ ai ở gần cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trên người con có khí tức của nương, nó sẽ không tấn công con trước. Nếu gặp phải kẻ địch mạnh khó đối phó, con hãy giải trừ phong ấn, để nó ra tay. Sau đó, phong ấn nó lại ngay lập tức. Không được lạm dụng quá nhiều, nó càng thôn phệ nhiều địch nhân càng khó khống chế điểm yếu lớn nhất của nó nằm ở vị trí bảy tấc trên thân hình rắn ở trang thái cơ quan đó là nơi hung tính của nó ẩn náu nếu lấy đi hung tính sẽ giảm đi rất nhiều nhưng mà hung tính đó đã được nương thuần phục nếu sau này nó thôn phệ quá nhiều tu sĩ hung tính tăng mạnh con hãy tháo linh kiện cơ quan ở vị trí bảy tấc ra nó sẽ bị suy yếu đi rất nhiều bất kỳ dạ vũ ma binh nào cũng đều sinh ra hung tính. Cứ cách một khoảng thời gian, con hãy lắp linh kiện bảy tất vào. Để hung tính cũ và hung tính mới tự triệt tiêu lẫn nhau, đây cũng là một cách để khống chế nó. Con nên giữ lại hung tính cũ, nó đã được nương thuần hóa rồi. Con là con của nương, nó cũng sẽ tương đối thân thiết với con. Nhớ kỹ, luyện chế lại, phong ấn và cho hung tính tự triệt tiêu, là ba phương pháp chủ yếu để khống chế thanh liêm đao này. Nội dung cụ thể, nương đã ghi chép lại trong dung nham tiên cung yếu lược rồi. Ninh Chuyết gật đầu, ra hiệu đã ghi nhớ lời dặn, sau đó nói, nương, con muốn nói bí mật của chúng ta, bao gồm cả chuyện này, cho tôn đại ca biết. Người thấy sao ạ, à? mạnh giao âm mỉm cười, vuốt ve mái tóc Ninh Chuyết, có thể. Trước đây nương dặn con giữ bí mật, là lo lắng tin tức bị lộ ra ngoài, dù sao cũng không thể dễ dàng tin tưởng người ngoài nhưng những năm qua nương đã chứng kiến rõ ràng cách hành xử của tôn linh đồng phải nói là tiểu thuyết vận khí của con rất tốt nó là người mà con có thể giao phó tính mạng tất nhiên đó chỉ là hiện tại con người ta ai mà không thay đổi con cần phải quan sát kỹ lưỡng luôn giữ cho mình tỉnh táo còn dung nham tiên cung yếu lược trước mắt đừng cho nó xem vội cẩn tắc vô ấy ná, phải luôn chừa cho mình đường lui. Nếu nó không có lòng dạ gì, chờ sau này, khi thời cơ thích hợp, con hãy cho nó xem cũng chưa muộn. Ninh Chuyết lắc đầu, vẻ mặt kiên định, con tin tưởng tôn đại ca, mạnh giao âm hơi sửng sốt, tiểu chuyết, con đã lớn rồi. Con đã có chính kiến riêng, nương rất vui. Vậy con cứ làm theo ý mình đi. Ninh Chuyết thấy mẫu thân ủng hộ mình, trong lòng vô cùng vui vẻ, hắn nhìn mạnh giao âm với ánh mắt kiên định, nương, người chờ con. Con nhất định sẽ tìm được cách chữa khỏi bệnh cho người. Con sẽ đưa người rời khỏi dung nham tiên cung, mạnh giao âm chấn động trong lòng, nàng biết ninh chuyết thông minh, chắc chắn đã nhận ra dụng ý của nàng khi để lại di sản cho hắn. Kết hợp với việc thời gian nàng mất trí nhớ ngày càng dài trong những năm gần đây, thời gian thực sự tỉnh táo chỉ còn lại một, hai tuần trong một năm. Ninh Chuyết hẳn đã đoán được, ngày chia ly của hai mẹ con đã gần kề nàng xoay người ôm ninh chuyết vào lòng ninh chuyết không còn khóc nữa hắn chỉ im lặng ôm chặt lấy mạnh giao âm ninh chuyết dẫn tôn linh đồng đến phát hiện căn cứ bí mật lấy được vân ẩn hàm bao dạ vũ ma binh và các vật phẩm tu luyện khác như phù vân khăn dung nham tiên cung yếu lược cũng nằm trong số đó tôn linh đồng cảm thán tiểu chuyết mẫu thân của ngươi thật chu đáo bà ấy cố ý bố trí di sản này nhưng lại không giao cho ngươi trước khi chết một mặt là lo lắng có kẻ phát hiện ra hãm hại ngươi để cướp đoạt bảo vật mặt khác cũng lo lắng ngươi còn nhỏ mà đã giàu có tỷ lại vào thành quả của người đi trước lãng phí việc học hành sống buông thả không chịu cố gắng ngươi có thể vượt qua thử thách mà mẫu thân ngươi đã dày công sắp đặt lần theo manh mối tìm đến đây là dựa vào chính bản lĩnh của mình đó mới là điều mà mẫu thân ngươi muốn nhìn thấy ngươi làm rất tốt ninh tuyết nói nếu không phải lão tại dạy ta cách ăn trộm, thì làm sao ta có thể phát hiện ra manh mối, cuối cùng tìm đến đây được chứ? Lão đại, đa tạ huynh, tôn linh đồng lập tức đắc ý, hai tay chống nạnh, cười hì hì nói, đó là đương nhiên, ninh truyết hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc căng thẳng, định nói rõ mọi chuyện với tôn linh đồng. Tôn linh đồng nghiêm mặt nói, vân ẩn hàm bao quả là một bảo bối, theo như ghi chép trên ngọc giảng, nó có thể chống lại các loại pháp thuật truy tìm nguồn gốc. Tiểu Chuyết, đây là bảo bối hộ thân vô thượng, ngươi nhất định phải sử dụng cẩn thận. Ngươi muốn chiếm lấy dung nham tiên cung, sau này chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều sự dò xét. Ta vẫn khuyên ngươi nên gia nhập bất không môn, bởi vì trong môn phái có bí thuật, có thể chống lại loại dò xét này. Nhưng mà quy định của môn phái rất hà khắc, phải là đệ tử có thâm niên tu luyện mới được truyền thụ. Có vân ẩn hàm bao này, coi như là đã bù đắp được lỗ hổng lớn trên người ngươi rồi nhưng mà, dung nham tiên cung yếu lược thì ta sẽ không xem. Còn nữa, sau này những thứ gì mà mẫu thân ngươi để lại cho ngươi, cũng đừng cho ta biết. Ninh Chuyết khó hiểu, hả? Tại sao vậy, tên ngốc này? Tôn Linh Đồng nói, ta vừa mới nói đến truy căn tố nguyên quyết đấy thôi. Thần bộ ti nam đậu quốc, ta cũng đã nói với ngươi rồi mà, chúng ta phải giữ bí mật của mình, như vậy, cho dù sau này có ai xa lưới, thì tổn thất cũng nhỏ, không liên lụy đến những người khác. Từng nhiều lần bị bắt vì tội ăn trộm, Tôn Linh Đồng có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, lời nói rất có trọng lượng. Tương lai, nếu ngươi hoặc ta xa lưới, bị lục soát hồn phách, phát hiện ra đối phương, chẳng phải là tự tạo cơ hội cho bọn chúng truy tìm tận gốc, diệt cỏ tận rễ sao? Ngược lại, chỉ cần trong chúng ta còn có người không bị liên lụy, thì sau này mới có hy vọng cứu viện cho người còn lại, đúng không? Ninh Triết bừng tỉnh đại ngộ, ra là vậy, thảo nào hồi nhỏ lão đại lại dặn ta phải giữ bí mật. Đó là đương nhiên. Ta là lão đại của ngươi mà. Tôn Linh đồng hai tay chống nạnh, đắc ý cười hì hì. Ninh triết bí mật nghiên cứu dung nham tiên cung yếu lược. Trong ngọc giảng ghi lại chi tiết quá trình mạnh giao âm lẻn vào tiên cung, cách nàng thăm dò, lợi dụng sơ hở, đoạt lấy chức vụ thiện lệnh trưởng, tiến vào chủ điện, ngồi lên vương tọa, thi triển một phần quyền hạn của cung chủ, trong yếu lược có ghi rõ ràng, chưa từng nhìn thấy cung linh trong dung nham tiên cung. Mạnh giao âm suy đoán, cung linh có lẽ cực kỳ suy yếu, ngủ say quanh năm, cho nên tiên cung mới phải dựa vào tự vận hành, tiêu chuẩn ngày càng hạ thấp. Cái gì, nương vậy mà có tu vi kim đan? Cũng phải, người có vân ẩn hàm bao che giấu tu vi, muốn làm những chuyện này đương nhiên dễ như trở bàn tay. Ninh Chuyết kinh ngạc, sau đó lại thầm vui mừng hắn suy nghĩ miên man, càng lúc càng nảy sinh nhiều nghi vấn hơn, vì sao mẫu thân lại che giấu thân phận, lại quen biết phụ thân như thế nào. Chẳng lẽ phụ thân cũng là kim đan, không thể nào, tuy chưa từng gặp mặt phụ thân, nhưng Ninh Chuyết đã nghe được rất nhiều điều về ông từ lời kể của mẫu thân và những lời bàn tán của tộc nhân. Hắn biết phụ thân Ninh Trung là người trung thành tuyệt đối với gia tộc, lấy gia tộc làm vinh, là người ngay thẳng. Không thể nào giống như mạnh giao âm, che giấu tu vi bên trong dung nham tiên cung có rất nhiều kiến trúc cơ quan ví dụ như ngũ hành pháo đài điểm tướng đài y quán chức vụ mà mẫu thân từng đảm nhiệm chỉ là một trong số đó tương lai ta cũng sẽ noi gương mẫu thân tích lũy công trạng đổi lấy chức vụ phải rồi chức vụ có quan hệ chỉ huy hay là ta nên kết giao bạn bè rộng rãi tập trung lực lượng chiếm lấy một tòa kiến trúc cơ quan độc chiếm chức vụ liên quan nên chuyết tiếp tục xem trịnh gia Hừ, hai lão tổ kim đan của trịnh gia từng nhiều lần gây khó dễ cho nương. Tuy bệnh tình của nương không phải do bọn chúng gây ra, nhưng bọn chúng nhiều lần ra tay, giao đấu với nương, khiến nương bị thương nặng thêm là sự thật. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải báo thù, Ninh Chuyết không quên trọng điểm, hắn cẩn thận nghiên cứu cách khống chế thanh cơ quan liêm đao. Từ dung nham tiên cung yếu lược, hắn mới biết được tên thật của nó là Đại Xà Liêm, hắn tỉ mỉ nghiên cứu ba phương pháp khống chế nó. Thứ nhất là phong ấn, cần phải có tu vi kim đan. Thứ hai là luyện chế lại, càng khó khăn hơn, cần phải có lò luyện thượng phẩm. Thứ ba là tháo linh kiện bảy tất, định kỳ lắp lại, để hai luồng hung tính tự triệt tiêu lẫn nhau. Ninh Chuyết 8 tuổi. Nhìn đại xà liêm thôn vệ thi thể tu sĩ, Tôn Linh Đồng không khỏi cảm thán nói, dùng nó để dọn dẹp chiến trường quả là tiện lợi. Hai năm qua, nó đã giúp chúng ta tiêu diệt rất nhiều kẻ địch. Dùng thuận tay như vậy, ngươi thật sự định tặng nó cho Trịnh gia sao?" Ninh truyết gật đầu, nó ngày càng hung hãn. Phong ấn mà mẫu thân để lại đã sắp biến mất. Chúng ta đều không phải tu sĩ kim đan, không có khả năng phong ấn lại. Muốn luyện chế lại, chúng ta lại không có lò luyện, chỉ có Trịnh gia mới có. Đã cho hung tính tự triệt tiêu quá nhiều lần, hung tính cũ không còn mạnh như trước nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hung tính mới sẽ hoàn toàn lớn ác hung tính cũ, chúng ta sẽ mất kiểm soát đại xà liêm, tìm cơ hội thích hợp, tặng nó cho trịnh gia, đồng thời bổ sung thêm bản vẽ cơ quan. Ta đoán, hai lão tổ kim đan của trịnh gia nhất định sẽ không bỏ qua, chắc chắn sẽ luyện chế lại đại xà liêm. Bây giờ chúng ta đã nắm giữ được cơ bản chợ đen, từ nay về sau, hãy tích trữ dạ phong nhu thiết. Tương lai, khi luyện chế, trịnh gia nhất định sẽ sử dụng nguyên liệu tốt nhất chính là dạ phong nhu thiết. Đến lúc đó, ta sẽ trộn lẫn hung tính cũ vào dạ phong nhu thiết, ta cá là trịnh gia sẽ không phát hiện ra đâu, tôn linh đồng cười hì hì, hai mắt sáng trực diệu kế, quả là diệu kế. Vật của dạ vũ hoàng triều và lý lẽ tu hành ngày nay khác nhau một trời một vực, khả năng trịnh gia phát hiện ra hung tính cũ là rất thấp. Để ta mang đại xà liêm cất vào dung nham tiên cung. Ừm, không thể trực tiếp, tặng, cho kim đan của trịnh gia, phải tìm một người thích hợp làm trung gian. Hắc hắc hắc, một năm, hai năm, ba năm, khoảng thời gian mạnh giao âm khôi phục thần trí ngày càng ngắn. Trước đây, một năm có thể gặp Ninh Chuyết vài lần. Dần dần, hai ba năm mới gặp lại một lần. Ninh Chuyết miệt mài nghiên cứu cơ quan thuật, quên ăn quên ngủ. Ninh Trách khuyên can, các bậc trưởng bối ở học đường yêu cầu hắn chú tâm vào việc học, tất cả đều bị hắn gạt bỏ, chỉ qua loa lấy lệ, thứ gì có thể quan trọng hơn mẫu thân chứ một đêm nọ phật y mạnh giao âm hiện thân kiểm tra năng lực cơ quan thuật của ninh truyết mạnh giao âm mỉm cười hài lòng con trai ta chăm chỉ học tập nền tảng cơ quan thuật vô cùng vững chắc tuy tu vi còn thấp nhưng cũng đủ để giúp đỡ mẫu thân rồi nương con phải làm gì ninh truyết mừng rỡ vội vàng hỏi mạnh giao âm nói mẫu thân đã chết chỉ còn lại linh tính tồn tại hiện tại linh tính đang dần bị đạo thương bào mòn, chỉ có tự phong ấn bản thân mới có thể kéo dài thời gian. Thông thường, con chỉ là luyện khí sơ kỳ, chưa bước chân vào con đường tu hành bao lâu, không thể nào điều khiển được con rối cấp kim đan. Nhưng ngã phật tâm ma ấn có thể phá vỡ quy tắc này, con hãy vận dụng tâm ấn kết hợp với linh kiện cơ quan mà mẫu thân đã cải tạo trên phật y, cộng thêm sự liên kết tự nhiên giữa linh tính của mẫu thân và con, là có thể miễn cưỡng điều khiển được phật y mạnh giao âm truyền thụ phương pháp điều khiển cho Ninh Triết. Ninh Triết vừa học đã hiểu, trong mắt lóe lên tia sáng, có thể ảnh hưởng đến hành động của Phật Y mạnh giao âm vui mừng, dặn dò. Triết Nhi, nương đã cải tạo cơ quan trên Phật Y rồi, sẽ không để nó quay về tiên cung nữa. Sau khi nương tự phong ấn, Phật Y sẽ kết hợp với phong ấn của nương và linh tính của nương để hoạt động. Nó sẽ ở quanh quẩn trong hỏa thị sơn, bảo vệ tiên cung, không ngừng chém giết xích diễm yêu thú. Nương không thể tự mình khôi phục thần trí, cần con đánh thức từ bên ngoài. Nương đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Nương là người phi vân quốc, đã cải tiến thuật phong ấn, bố trí sẵn, mượn tu sĩ đến thăm dò hỏa thị sơn buôn bán thượng hạ như ý tác khi nào cần nương xuất lực, sẽ lẫn vào trong những vân ti đặc thù Ninh Triết chăm chú lắng nghe, không dám bỏ sót một chữ nào. Kết thúc, Ninh Triết hỏi lại, Nương, gần đây con xem lại dung nham tiên cung yếu lược, cả đại xà liêm và người đều từng trải qua kim lô tại sao kim lô lại có thể luyện chế ra linh tính chẳng lẽ cấm chế này bắt nguồn từ một bộ kinh văn nào đó nếu con có được nó liệu có thể giúp người gia tăng linh tính không mạnh giao âm mỉm cười nương đã sớm nghĩ đến chuyện này rồi quả thật có khả năng đó sau này con vào tiên cung có thể thử xem sao nhưng mà linh tính là linh tính ký ức là ký ức ký ức của nương đã mất đi rất nhiều chỉ còn lại một phần quan trọng nhất cho dù phong ấn linh tính, nhưng cũng không thể ngăn cản đạo thương bào mòn ký ức. Chuyết nhi, nương, mạnh giao âm nghẹn ngào, giọng nói run run nương, có thể sau này sẽ không nhớ ra con nữa. Sẽ chỉ hành động theo bản năng, hy vọng con đừng đau buồn, ninh chuyết đỏ hoe mắt, giọng khàn đặc, kiên định nói, nương, con nhất định sẽ nghĩ cách. Người yên tâm, con nhất định sẽ chiếm được tiên cung, nhất định sẽ cứu người, mạnh giao âm đưa tay, vuốt ve khuôn mặt ninh chuyết, ánh mắt tràn đầy yêu thương, nương tin tưởng con, Triết nhi, nương thật may mắn khi có đứa con trai như con. Được ở bên con ngần ấy năm, nương đã rất mãn nguyện rồi. Chiếm đoạt tiên cung không phải chuyện quan trọng. Cũng không cần liều mạng vì nương, con phải sống cuộc sống của riêng mình, đi con đường của chính mình, Ninh Chuyết ngắt lời, nương. Đừng nói nữa, hắn ôm chặt lấy mẫu thân, những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên má. 16 tuổi nương tình hình có biến dung nham tiên cung hạ thấp tiêu chuẩn xuống luyện khí kỳ rồi có lẽ cả đời này cũng không đợi được nữa ninh truyết quyết định đánh úp tiên cung hắn tình cờ gặp ninh trầm ninh dũng ninh trầm cố ý kích động nếu ta là bá phụ bá mẫu của ngươi nhìn thấy ngươi phải chật vật kiếm sống trong một tiểu phường thị nhỏ bé trong lòng sẽ nghĩ thế nào chắc chắn sẽ nghĩ nhìn xem ninh truyết không biết trời cao đất rộng không có chúng ta giúp đỡ chỉ có thể sống chật vật, dần dần trở thành tầng lớp thấp kém nhất trong giới tu hành. Ninh Triết thầm nghĩ, tên Ninh Trầm này có ý đồ xấu, bề ngoài, hắn nhíu mày, sắc mặt ảm đạm như thể bị đả kích nặng nề. Ninh Trầm cười thầm trong lòng, không ngừng cố gắng, nào ngờ Ninh Triết chỉ đang giả vờ mà thôi. Ninh Triết nhìn Ninh Chiến Cơ, Ninh Tuyên Cơ cùng các tu sĩ khác của gia tộc tiến vào sâu trong hỏa thị sơn. Ninh Chiến Cơ dạy bảo, bây giờ các ngươi còn trẻ, chưa hiểu được tầm quan trọng của việc đầu tư phải biết rằng đầu tư cho bản thân là con đường tắt tốt nhất để đi đến thành công một khi các ngươi tu thành trúc cơ kỳ sẽ có một cuộc sống khác một môi trường khác ninh chuyết lúc này mới xác nhận kẻ muốn hãm hại ta chính là ninh chiến cơ mặc dù sau lưng hắn còn có kẻ khác nữa hừ muốn ám toán ta sao vậy thì nhân cơ hội này giải quyết hắn trước sau khi đi sâu vào hỏa thị sơn ninh chuyết lập tức dùng tâm ấn liên lạc với cơ quan phật y trong mắt hắn lóe lên tia sáng điều khiển phật y vừa đi vừa chém giết xích diễm yêu thú đồng thời âm thầm bố trí một pháp trận đơn giản xem như mồi nhữ dụ ninh gia sập bẫy phía trước có một con hỏa dung ma viên đột nhiên tu sĩ phụ trách dò đường hô lớn đoàn người ninh gia tiếp tục tiến sâu bị yêu thú bao vây phải kết trận phòng ngự phật y nhân cơ hội này tiếp cận dung nham tiên cung dẫn dụ trịnh song câu tấn công lũ chuột nhắc dám cả gan nhòm ngó tiên cung hãy để mạng lại trịnh song câu gầm lên. Dưới sự điều khiển của Ninh Chuyết, bóng đen ma tu Phật y cười khàn khàn bảo vật trong tu chân giới, người có duyên mới được sở hữu. Mấy đại gia tộc các ngươi muốn độc chiếm dung nham tiên cung sao? Nằm mơ đi, trong trận chiến, bóng đen ma tu tiện tay đánh ra một chiêu, chém chết Ninh Chiến Cơ. Ninh Chiến Cơ đại nhân. Các tu sĩ Ninh Gia kêu lên. Nhưng Ninh Chiến Cơ hai mắt trợn trừng, ngã xuống đất, chết không nhắm mắt tiên cung bị đánh úc tiếng chung truyền pháp vang vọng khắp thành tất cả đều nằm trong dự đoán của ninh triết hắn cùng những người khác của ninh gia bị đưa về đại lao thẩm vấn ninh triết không hề lo lắng cho sự an toàn của mình bởi vì phật y đang âm thầm đi theo nếu hắn bị vạch trần phật y sẽ lập tức đến cứu viện ninh triết thuận lợi vượt qua cuộc thẩm vấn nhưng khi ra khỏi đại lao ngoài ý muốn lại xảy ra trì đôn cảm nhận được khí tức của phật y nhờ vào cảnh tâm linh hai vị tu sĩ kim đang giao đấu các tu sĩ ninh gia hoảng sợ bỏ chạy tán loạn lo lắng bị vạ lây ninh trầm ninh dũng cũng muốn kéo ninh chuyết chạy trốn ninh chuyết lại nói chạy đi đâu quay về đại lao ở đó mới an toàn hai người sững sờ ninh chuyết nắm lấy tay hai người nghe ta quay về ba người quay trở lại đại lao ninh trầm ninh dũng lòng như lửa đốt ninh triết vẫn thản nhiên ăn hoa quả uống trà nhưng trong lòng lại tập trung tinh thần điều khiển phật y vừa đánh vừa lui trong lúc nguy cấp hắn nghĩ đến phí tư liều lĩnh điều khiển phật y xông vào hỏa thị lâm phí tư hành động đúng như dự đoán của ninh triết hắn ta ngăn cản trì đôn ninh triết lấy thân phận thùy thiều khách tập hợp tôn linh đồng hàn minh cướp đoạt đan dược của tử dương biệt viện thành công ninh triết ám toán hàn minh thành công tôn linh đồng đề nghị kiểm tra số đang dược rồi cất giữ ninh chuyết lắc đầu ta không đồng ý lần này chúng ta vô tình đụng phải mông trùng hắn ta là cháu của nguyên anh hành động của chúng ta rất có thể bị xem là muốn ám toán hắn ta ninh chuyết hừa lạnh một tiếng chuyện này đơn giản thôi ném hết vào hỏa thị lâm là được tôn linh đồng sửng sốt bỗng nhiên hai mắt sáng rực vỗ tay khen ngợi hay hay lắm thật sự là quá hay quả thật rất cao tay. Ném số đan dược đó cho Phật Y, ngược lại có thể cắt đứt liên hệ giữa Thùy Thiều Khách, Tôn Linh Đồng và Bóng Đen Ma Tu. Hơn nữa, mượn năng lực thanh tẩy của Phật Quang trên người Phật Y, cho dù là Phượng Hồn Huyết Hương Hoàng, Trúc Cơ Đan, bị Tôn Liệt dùng thủ đoạn truy tung, cũng sẽ bị thanh tẩy sạch sẽ. Ngày hỏa thị tiết Trần Trà cảm thán viên đại thắng rất biết cách. Ninh Chuyết im lặng, đáy mắt lóe lên tia sáng. Hắn cười lạnh trong lòng, biết cách sao, mọi mưu đồ của ta đến nay đều là vì chờ đợi khoảnh khắc này. Mười mấy con cơ quan viên hầu đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của tu sĩ, lao thẳng về phía viên nhị. Vụ ám sát thất bại. Viên đại thắng xoay người, tiếp tục hái hỏa thị. Trong góc khuất trên sườn núi, ánh sáng trong mắt ninh chuyết đã tích tụ đến cực hạn. Đến lúc rồi, đến lúc rồi. Hắn thầm nói vụ ám sát vừa rồi đã thu hút sự chú ý của các tu sĩ kim đan. Vụ nổ tiếp theo càng khiến tất cả mọi người dùng sự chú ý sang. Phật y nhân cơ hội này co nhỏ thân hình, chui vào trong một pháp trận trữ vật hỏa bạo hầu. Khi hỏa thị trong người các con cơ quan viên hầu tích trữ đến giới hạn cao nhất, chúng sẽ được các tu sĩ trúc cơ điều khiển quay về. Chúng sẽ đứng trong một vòng tròn pháp trận lớn, phun hỏa thị dự trữ trong người xuống đất, chất thành đống. Mỗi khi chất thành một ngọn núi nhỏ cao một trường, pháp trận sẽ tự động kích hoạt, truyền tống hỏa thị đến kho chủ trong phủ thành chủ. Như vậy, bóng đen ma tu sẽ biến mất không dấu vết, các tu sĩ kim đan đều nghiêm mặt. Lão tổ chu gia nghi ngờ thiên tư kim tinh của chu huyền tích. Chu huyền tích ngạo nghễ nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, kim tinh của ta đã sắp đạt đến cảnh giới thần thông rồi. Gia nhập thần bộ ti hơn 10 năm, chỉ có ba vị tu sĩ kim đan chống lại được kim tinh của ta còn dưới kim đan chưa từng có sinh linh nào có thể qua mắt được ta ninh chuyết tiến vào tiên cung đến khu vực ban thưởng trực tiếp chọn hỏa tán bàn nhược giải linh kinh nội dung kinh văn nhanh chóng truyền vào đầu của ninh chuyết quả nhiên đúng như ta suy đoán ninh chuyết mừng rỡ sau đó lại ngây người nội dung kinh văn của hỏa tán bàn nhược giải linh kinh khiến hắn vô cùng xúc động giây phút này hắn suýt chút nữa đã bật khóc vì vui mừng mẫu thân hỏa tán bàn nhược giải linh kinh có thể luyện chế linh tính có thể giúp người gia tăng linh tính nó chính là cấm chế trong kim lô mẫu thân con tìm được rồi phủ thành chủ phái sát thủ đến tập kích ba vị thiên tài tu sĩ ninh triết đang ở trong mật thất tu luyện xung quanh được phù vân bao phủ che giấu tầm nhìn hắn quay đầu nhìn về một hướng cao mày ánh sáng lóe lên trong mắt phật y ẩn nấp âm thầm bảo vệ ninh chuyết ninh chuyết mượn tay phật y tiêu diệt tên sát thủ trong lòng khẽ động đây chẳng phải là cơ hội tốt để gia tăng linh tính cho nương sao phật y thu hồi thi thể tên sát thủ ẩn náu trong xe ngựa cộc 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 tiếng vó ngựa dồn dập vang lên một chiếc xe ngựa dường như mất kiểm soát lao thẳng về phía tiểu viện quanh xe ngựa phát nổ ngọn lửa bùng lên dữ dội dưới sự che giấu của vân ẩn hàm bao hỏa tán bà nhược giải linh kinh luyện hóa căn nhà nhỏ. Hấp thụ những điểm sáng le lói, dung hợp vào cơ quan Phật y, Phật y khôi phục linh động. Linh tính tăng lên, đã có thể thi triển một chút thần thông, tiên thuật, thực lực khôi phục thêm một phần. Nương Ninh Chuyết nhẹ ngào, từ biệt mẫu thân trong biển lửa. Ngươi, là ai? Phật y mạnh giao âm lên tiếng. Ninh Chuyết sững sờ. Phật y mạnh giao âm dịu dàng nói, tại sao, ngươi lại cho ta cảm giác thân thiết như vậy. Ngươi nhất định là người rất quan trọng đối với ta, đúng không? Ninh Truyết đỏ hoe mắt, giọng nói run rẩy. Nương, con là con trai của Nương, con là Ninh Chuyết đây. Ninh, Chuyết. Phật y mạnh giao âm lộ vẻ nghi hoặc. Nàng không nhớ ra. Trong khoảnh khắc sinh tử đối đầu với thích bạch. Nắm đấm của ngưu đầu quỷ tốt giáng xuống, âm phong gào thét, sát khí kinh khủng khiến người ta nghẹt thở. Ninh Chuyết ngẩng đầu, nhìn chầm chầm vào ngưu đầu quỷ tốt. Cuối cùng vẫn phải dùng đến vật y sao. ầm, công kích của ngưu đầu quỷ tốt bị chặn lại. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, sừng sững như núi trắng trước mặt Ninh Chuyết. Ninh Chuyết trừng lớn mắt, nhìn bóng người trước mặt, kinh hô trong lòng, viên đại thắng. Ninh Chuyết lấp lõi hỏa tinh của cơ quan tâm cầu vào cơ thể cơ quan viên hầu cấp kim đan. Ninh Chuyết thầm nghĩ hỏa tinh bình thường tuy cung cấp động lực, nhưng khó có thể thúc đẩy được cổ máy viên hầu nặng nề này. Hỏa tinh với hỏa thị cũng không khác biệt là bao, có thể thay thế bằng hỏa thị ngàn năm, vạn năm, chẳng phải là được rồi sao, vừa hay, Phật y đang ẩn náu trong kho hàng phủ thành chủ, muốn lấy trộm hỏa thị dễ như trở bàn tay, Chu Huyền tích nhận được kết quả suy tính của vương thất, phát hiện ra chính là viên đại thắng. Hắn bay lên không trung, kiêu ngạo tuyên bố, đáp xuống trước mặt Đinh Chuyết nói tại sao ngươi lại muốn giết viên đại thắng chu huyền tích đột nhiên lên tiếng giọng nói lạnh lùng như sắt thép một áp lực khổng lồ giống như ngọn núi vô hình đột nhiên đè xuống người ninh chuyết ninh chuyết loạn choạng eo không khỏi không xuống nhưng hắn không quỳ mà cố gắng đứng thẳng người Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng Phật y rồi, Kim đang giao chiến. Nhìn thấy từng bóng đen ma tu xuất hiện, Ninh Chuyết lập tức hủy bỏ kế hoạch ban đầu cơ quan phật y không cần phải ra tay trịnh đan liêm đối mặt với chân truyền thái thanh cung ánh sáng lóe lên trong mắt ninh chuyết đại xà liêm đột nhiên xuất kích chém giết chân truyền thái thanh cung sau khi vào trong tiên cung ninh chuyết truyền âm cho tôn linh đồng lão đại long ngoan hỏa linh có vấn đề nếu sau này nó đột nhiên liên lạc với huynh nhất định đừng tin lời nó còn nữa tuy chúng ta có thể truyền tin tức qua nhân mệnh huyền ti nhưng ta lo lắng bi năng của tiên cung sẽ khiến tin tức của chúng ta bị Long Ngoan Hỏa Linh nghe trộn. Dù sao, mỗi người chúng ta sau khi vào tiên cung đều phải treo một cái nhân mệnh huyền ti của dung nham tiên cung. Biết đâu Long Ngoan Hỏa Linh có khả năng đọc trộn tin tức của chúng ta thì sao, vì để ổn thỏa, chúng ta vẫn nên trực tiếp trao đổi với nhau là chính. Tôn Linh Đồng gật đầu, được, ta nhớ rồi, Ninh Tiểu Tuệ đã chết. Ninh Chuyết hé mở Linh hộp ra một khe hở nhỏ. Ngay sau đó, một tia linh tính như con đom đóm bay ra, chui thẳng vào hành vân lưu thủy phù, đinh chuyết sáng mắt, thật sự thành công rồi. Hắn vui mừng không xiết, hốc mắt đỏ hoe. Trước đây, đây chỉ là suy đoán của hắn, bây giờ đã được chứng minh là hoàn toàn khả thi. Muốn bổ sung linh tính cho hành vân lưu thủy phù, có thể lấy từ trên người tu sĩ. Ninh Tiểu Tuệ khi còn sống từng sử dụng tấm phù triện này, bản thân nàng ta cũng rất thích hành vân lưu thủy phù, gần như là muốn độc chiếm chính vì vậy sau khi ninh tiểu tuệ bị luyện hóa thành linh tính có một phần nhỏ linh tính trong đó có thể bị hành vân lưu thủy phù hấp thụ gia tăng nội tình cho nó ninh chuyết vội vàng đóng linh hộp lại cầm hành vân lưu thủy phù đứng im hồi lâu long ngoan hỏa linh lại tìm đến ninh chuyết tiểu chủ nhân tiểu tiểu chủ nhân ta là long ngoan hỏa linh đây giọng nó vô cùng yếu ớt Tên Chu Huyền Tích kia lại muốn gây sự rồi, bây giờ, hắn ta muốn mượn yêu thú triều dò xét kim lô trong hỏa lô lâm, tiểu chủ nhân, tiểu linh đã nói với ngài rồi mà. Cơ quan viên hầu kia chính là được chế tạo từ một cái kim lô phế phẩm. Nếu để Chu Huyền Tích điều tra ra chuyện này, Long Oan Hỏa Linh lộ vẻ lo lắng, tiếp tục nói bằng giọng yếu ớt, tiểu chủ nhân dũng cảm quyết đoán, không phải người thường. Bây giờ chúng ta hãy hợp tác, sử dụng ngũ hành pháo đài, cho bọn chúng một bài học nhớ đời, ninh triết thầm kinh hãi tại sao long ngoan hỏa linh lại căng thẳng như vậy kim lô cái kim lô số năm dùng để chế tạo viên đại thắng cái số ba là đại xà liêm cái số bốn cho nương dùng vấn đề nằm ở hai cái kim lô số một và số hai chắc chắn long ngoan hỏa linh đang giấu giếm điều gì đó ninh triết là một bài thơ nhị đưa cho chu huyền tích chu huyền tích không nói cho ninh triết biết hắn ta đang điều tra manh mối gì nhưng không sao phật y mạnh giao âm âm thầm theo dõi chu châm có thể thu thập thông tin trực tiếp giúp ninh chuyết đưa ra phán đoán chính xác hơn bọn chúng đang tìm thứ gì có liên quan đến long ngoan hỏa linh sao phật y mạnh giao âm đã có đủ linh tính có thể tự mình hành động trong lúc ninh chuyết tham gia thi đấu nàng cũng không ngừng điều tra vòng thi đấu thứ ba mông vị liên tục nhường nhịn dù xích diễm yêu thú tấn công dung nham tiên cung thất thủ hơn nữa các cấm chế suy yếu rất nhiều phật y mạnh giao âm có thể nhân cơ hội này xông vào mật thất nhìn thấy ninh triết bị nghiệp hỏa thiêu đốt nằm bất động trên mặt đất mạnh giao âm dù mất hết ký ức nhưng trong lòng vẫn dâng lên lửa giận vô biên nàng ta từng chăm sóc ninh triết từ nhỏ chết tôn linh đồng không phân biệt được địch ta liều mạng muốn ngăn cản bảo vệ ninh triết mạnh giao âm chỉ khẽ vung tay linh tính nàng ta run rẩy ôm lấy ninh triết với tình yêu thương vô bờ bến nương ninh triết khẽ gọi tôn linh đồng trừng lớn mắt trong lòng vô cùng chấn động mình vừa nghe thấy gì vậy vết thương trên người y nhanh chóng hồi phục nghiệp hỏa trong mắt bị phật quang thanh tẩy y đột nhiên đứng dậy kêu lên tiểu chuyết ngươi giấu kỹ thật đấy ninh chuyết cười khổ định giải thích cẩn thận tôn linh đồng kinh hô y nhìn thấy chu huyền tích đang lao đến sau lưng ninh chuyết ninh chuyết vừa mới hồi phục trên người vẫn còn sót lại nghiệp hỏa thần thức chỉ có thể di chuyển trong phạm vi ba thước ngũ giác tuy đã khôi phục nhưng chưa nhạy bén cho nên khi hắn nhận ra âm thanh cuồng phong gào thét sau lưng chu huyền tích đã áp sát thần thông kim sơn giá thế thần thông ngọc trụ thung thân chu huyền tích mang theo uy thế vô song giống như kim sơn trấn áp khí thế hùng hồn đến cực điểm không thể ngăn cản không thể trốn tránh tôn linh đồng đối mặt với y cảm nhận được quy lực của chiêu thức này trong lòng không khỏi dao động so với chu huyền tích cao lớn phật y mạnh giao âm trong thật gầy yếu nhỏ bé. Nàng đột nhiên nghi người, vươn tay bảo vệ Ninh Tuyết. Thần thông, ngọc nhượng hoa nhu, thần thông, vân miên hồi ba, một đóa ngọc hoa nở rộ, mềm mại xinh đẹp. Vân khí xung quanh lan tràn, trong nháy mắt đã biến thành mây cuồn cuộn. Công kích của Chu Huyền Tích tuy mạnh mẽ vô cùng, nhưng khi đến trước mặt Phật Y mạnh giao âm đều bị hóa giải, lực lượng mạnh mẽ bị hút vào trong đám mây. Ngay sau đó, đám mây chấn động, lực lượng vô song phản vệ ngược trở lại đánh trúng Chu Huyền Tích. Chu Huyền Tích không ngờ tới lại có đòn phản công như vậy, nhất thời bị đánh lui mấy chục bước, xuyên qua cửa nhỏ, thối lui khỏi mật thất. Lấy nhu khắc cương, hay cho một chiêu. Chu Huyền Tích kinh hãi không thôi. Hắn không ngờ, chỉ là một con rối cơ quan lại có thể thi triển hai loại thần thông. Hơn nữa, hai loại thần thông này phối hợp vô cùng ăn ý, thậm chí còn ăn ý hơn cả Kim Sơn Giá Thế và Ngọc Trụ Thung Thân của hắn. Dết, ta đến dết. Ánh lửa phản chiếu trong mắt Trịnh Đan Liêm. Hắn vốn đã rơi vào trạng thái điên cuồng, lúc này lại bị ảnh hưởng bởi ác báo hiện thực, trong lòng tràn đầy sát ý, lao về phía Ninh Triết. Chu Huyền Tích kinh hãi, vội vàng hô, dừng tay, Trịnh Đan Liêm hai tay cầm liêm đao cơ quan, hùng hổ xông vào cửa nhỏ. Liêm đao dơ cao, đột nhiên lưỡi đao biến đổi, như ti chớp kéo dài, giống như trăng khuyết, đâm thẳng vào mi tâm Trịnh Đan Liêm, xuyên qua gáy hắn bước chân đang gấp gáp của trịnh đang liêm chậm lại khi đến trước mặt ninh triết hắn ngã quỵ xuống đất hắn vẫn duy trì tư thế hai tay cầm cán liêm đao đôi mắt đẫm máu trừng lớn trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ dữ tợn điên cuồng vừa rồi tạch 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 liêm đao cơ quan biến hóa hóa thành một con đại xà đại xà há miệng nuốt chửng thi thể trịnh đang liêm nó phát ra tiếng rít vui sướng thỏa mãn sau đó bò đến trước mặt phật y mạnh giao âm cúi đầu mạnh giao âm đứng thẳng người, đưa tay vuốt ve đầu rắn. Cơ quan đại xà thè lưỡi, đuôi dựng đứng, vui vẻ lắc lư, vô cùng thân thiết và ngoan ngoãn. Trì đôn, sau đó là chu lộng ảnh, dương thiền ngọc chạy đến, đều đồng loạt hít sâu một hơi. Tất cả đều hiểu ra, đây là một âm mưu to lớn, trực tiếp giết chết tu sĩ kim đan của trịnh gia, dương thiền ngọc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra tôn ninh hai người đã âm mưu từ lâu, thật là độc ác hèn chi bọn họ lại có giả tâm tranh giành vị trí cung chủ dung nham tiên cung như vậy. Cơ quan đại xà lại biến thành liêm đao trong nháy mắt, được Phật y cầm trong tay. Phật y mạnh giao âm khẽ vung tay về phía cửa nhỏ. Trong nháy mắt, trì đôn, chu lộng ảnh, chu huyền tích đều rơi vào ảo giác đêm mưa đen kịch. Ảm đạm, lạnh lẽo, tuyệt vọng, vô biên vô hạn. Ảo giác chỉ lóe lên rồi biến mất. Máu tươi phun ra từ cổ trì đôn, vết thương lớn suýt chút nữa đã lấy mạng hắn. Hắn vội vàng lùi lại, che cổ, điên cuồng vận chuyển thể thuật chữa thương. Chu lộng ảnh bị đánh bay ra ngoài, pháp bảo hộ thân bị chém làm đôi, khiến hắn kinh hãi không thôi. Kim quan quanh thân chu huyền tích bùng phát, kim sơn bị bổ lệch, suýt chút nữa vỡ thành bốn mảnh. Ngọc Diệp trên kim sơn như bị cuồng phong thổi quét, rơi rụng hơn phân nửa. Hắn phun ra một nguồn máu tươi, vừa mới đứng vững đã lại lùi về sau mấy bước. Tử khí lan tràn trong mắt hắn. Chu huyền tích kinh hãi chỉ với công kích trực diện của Phật Y và Đại Xà Liêm thì không đủ để khiến hắn thê thảm như vậy. Điều quan trọng là trong cơ thể hắn còn ẩn chứa tai họa ngầm. Trong lúc giao đấu vừa rồi, nội ứng ngoại hợp, khiến hắn đại bại. Lúc nào trong người ta lại có thứ này, hắn đột nhiên nhớ ra, chẳng lẽ là lúc ta sử dụng truy căn tố nguyên, nhìn trộm nguồn gốc của Kim Lô, bị tử khí xâm nhập, lại tưởng là đã thanh trừ sạch sẽ sao. Dương Thiền Ngọc mặt mày trắng bệch, sợ hãi lùi lại mấy bước. Tuy không bị tấn công, nhưng nàng ta vẫn cảm thấy kinh hãi. Lão đại, chúng ta đi. Ninh Chuyết nói với Tôn Linh Đồng, trong mắt vẫn là vẻ yếu ớt. Phật y mạnh giao âm che chở hai người, đi đến trước cửa chính. Các tu sĩ Kim đang bị một chiêu vừa rồi dọa sợ, đều dừng lại, người thì chữa thương, kẻ thì quan sát, Ninh Chuyết biết rõ tình hình của mình. Linh tính của Phật Y Mạnh Giao Âm vừa mới thi triển hai loại thần thông, tiêu hao rất nhiều. Toàn lực sử dụng đại xà liêm, càng là tuyết lại thêm sương. May mà chiến thuật phô trương thanh thế của hắn đã có tác dụng, khiến đối phương chưa kịp hoàn hồn. Kẻ nào bước qua cửa này, chết. Bước qua cửa chính, Ninh Chuyết quay đầu lại, yếu ớt bỏ lại một câu. Không ai dám lên tiếng. Ninh Chuyết, Tôn Linh Đồng và Phật Y Mạnh giao âm cùng nhau bước vào chủ điện. Mông Trùng và những người khác đứng im tại chỗ, không thể nhúc nhích. Chu Trạch Thâm, Chu Trụ đã tắt thở. Mông Trùng đang đứng trước vương tọa. Rõ ràng, bọn họ vừa trải qua một trận tử chiến. Ninh Trạch, Ninh Hiểu Nhân bị bỏ lại phía sau, sau khi chứng kiến ma uy của Mạnh Giao Âm, bọn họ sợ hãi bỏ chạy vào đây. Giống như tượng đá, bọn họ đều bị bất động tại chỗ mông trùng cúi người, định ngồi xuống vương tọa. Nhưng một khoảng cách nhỏ bé, lại như vực sâu ngăn cách, chắn ngang trước mặt hắn. Thần thông, nhân mệnh huyền ti, sau khi ninh truyết hồi phục một chút, hắn dốc toàn lực thi triển thần thông này. Trong sân, còn ai mà chưa bị hắn gieo huyền ti, kể cả mông trùng, từ lúc hắn tiến vào tiên cung, giao đấu với kim huyết chiến viên đại thắng, đã bị ninh truyết gieo nhân mệnh huyền ti. Chính vì vậy, trước đó khi ninh triết lật ngược tình thế sau khi rất nhiều tu sĩ cấp thấp tiến vào hắn có thể nắm bắt chính xác động tĩnh của mông trùng và truy đuổi hắn chính vì vậy long ngoan hỏa linh mới hiểu rõ mông trùng căn bản không thể thắng được ninh triết thần thông nhân mệnh huyền ti có thể vượt cấp chiến đấu ninh triết với tu vi trúc cơ về lý thuyết có thể uy hiếp tu sĩ kim đan huống chi là đối phó với mông trùng tha mạng tha mạng cho ta ninh triết ta sai rồi ta vừa rồi sai rồi ta bị mở heo che mờ mắt ta thề từ nay về sau ta tuyệt đối sẽ không đối đầu với ngươi nữa ninh hiểu nhân không thể nhúc nhích hoảng sợ kêu lên tiểu thuyết tiểu thuyết ta là đại bá ruột của ngươi mà ngươi muốn giết ta sao ngươi không sợ bị người đời lên án sao ninh trách trừng mắt không giấu được vẻ sợ hãi ninh thuyết không thèm để ý đến bọn họ trong mắt lóe lên tia lạnh lùng Phật y mạnh giao âm lộ vẻ chán ghét, khẽ búng tay. Hai tiếng, bùng, vang lên gần như đồng thời. Đầu ninh hiểu nhân, ninh trách nổ tung, như quả dưa hấu rơi xuống đất. Thi thể không đầu của bọn họ ngã xuống. Mông trùng trừng mắt nhìn. Hắn chỉ có thể dùng con mắt còn lại, nhìn ninh chuyết và những người khác đi tới. U Minh sứ Tiết, thích bạch dẫn đầu đi đến sau lưng mông trùng. Nó vươn tay nắm lấy cổ mông trùng, kéo mạnh về phía sau, lôi hồn phách hắn ta ra. Nó khống chế hồn phách, nén thành một quả cầu, nắm trong lòng bàn tay. Sau đó, nó chậm rãi lui lại, hơi cúi người, nhường đường cho ninh truyết. Long ngoan hỏa linh không xuất hiện. Nó rụt đầu rụt cổ, ẩn nấp kỹ càng, tinh thần chủ yếu đang tập trung điều khiển vạn lý du long lẫn trốn chu châm, tất cả mọi chuyện xảy ra trong chủ điện đều nằm trong tầm quan sát của nó. Nhưng nó có thể làm gì đây, tuyệt vọng như muốn kéo nó xuống vực sâu. Quanh! Một tiếng nổ vang lên, mọi người nhìn lại. Chu huyền tích toàn thân tỏa ra kim quang, áp chế thương thế, vội vàng đuổi theo. Phật y mạnh giao âm cầm đại xà liêm trong tay, chậm rãi nên chiến chu huyền tích. Hai bên trái phải, U Minh Sứ Tiết, Thích Bạch và Thiên Khí Cầu Băng Tinh Tuyết phối hợp tác chiến. Trận chiến kịch liệt sắp bùng nổ, Ninh triết Nhân cơ hội chu huyền tích bị cản trở, đi đến trước vương tọa ánh mắt hắn khẽ liếc qua nhục thân mông trùng tự động ngã xuống như pho tượng đá ninh triết bước qua thi thể hắn quay lưng về phía vương tọa sau đó xoay người chậm rãi ngồi xuống hành động đơn giản này lại mang ý nghĩa phi thường cuộc tranh đoạt vị trí cung chủ dung nham tiên cung đến đây đã có kết quả vòng thi đấu thứ ba kết thúc cung chủ mới nhập môn tiêu chuẩn những người còn lại đều bị loại tin tức truyền ra Chu Huyền Tích sững sờ, thì ra Ninh Chuyết mới là nhập môn tiêu chuẩn. Các tu sĩ Kim Đan đang do dự có nên xông vào chủ điện hay không, nghe vậy liền đồng loạt dừng bước. Hai, Chu Huyền Tích cũng thất bại. Không ngờ cuối cùng Dung Nham Tiên Cung lại rơi vào tay bất không môn. Bọn họ đã bố trí quá kỹ lưỡng. Cả trịnh gia đều bị lừa, thanh dạ vũ ma binh kia quá hung hãn, mọi người đều mất hết ý chí chiến đấu chỉ còn thư trung quân nhìn chằm chằm vào cánh cổng lớn với ánh mắt thất thần trước kia hắn từng gặp cánh cổng lớn như vậy chỉ có điều yêu cầu là phải ghép được ma nhiễm huyết cân công thì ra ta chỉ cách bước ra khỏi mật thất có một bước ma nhiễm huyết cân công a a a tại sao ta lại không mua được môn công pháp này chứ thư trung quân hối hận vô cùng tiểu thuyết cuối cùng ngươi cũng thành công ngươi đã trở thành cung chủ Tôn Linh Đồng nhìn Ninh Tuyết ngồi trên vương tọa, trong lòng xúc động muôn phần, vui mừng không xiết, suýt chút nữa đã rơi lệ. "Tiểu Tuyết, ngươi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mới đến được ngày hôm nay." Tôn Linh Đồng cảm thán. Nhưng Ninh Tuyết lại lắc đầu, "Không, ta vẫn chưa hoàn toàn thành công." Hắn dựa lưng vào thành ghế, vuốt ve tay vịn, cảm nhận đủ loại xúc cảm, mơ màng nhớ về khi mẫu thân còn sống, dựa vào chức vụ Thiện Lệnh trưởng, tiến vào chủ điện ngồi trên vương tọa, mượn một phần quyền hạn của cung chủ, rốt cuộc là quan cảnh như thế nào, cảm giác ra sao. Trong Dung Nham Tiên Cung yếu lực có rất nhiều đoạn miêu tả chi tiết về điều này. Mạnh giao âm khi ngồi trên vương tọa có thể điều khiển một số kiến trúc cơ quan, bao gồm cả y quán và hồ lô hỏa lô lâm. Giờ phút này, Ninh Chuyết ngồi trên vương tọa, trở thành cung chủ chân chính, hắn có thể cảm nhận được toàn bộ Dung Nham Tiên Cung, tất cả các cơ quan tạo vật nhưng chính vì cảm nhận được tất cả, hắn mới càng hiểu rõ, Dung Nham Tiên Cung hiện tại đang ở trong tình trạng tồi tệ đến mức nào. Hầu như tất cả các kiến trúc cơ quan quan trọng đều đã bị hủy hoại, chỉ còn lại chủ điện là nguyên vẹn. Ngoại vi và nội vi Dung Nham Tiên Cung gần như đã bị yêu thú triều bao phủ, chỉ còn lại chủ điện là nơi tụ tập của tu sĩ, tuyệt vọng cố gắng chống đỡ tuyến phòng thủ cuối cùng này. Nếu Dung Nham Tiên Cung hoàn chỉnh là 10 phần, thì hiện tại đã mất đi ít nhất 7 phần, tổn thất nặng nề, vô cùng thảm khốc, thay vì trùng tu, chi bằng xây dựng một hành cung cơ quan khác. Muốn tu sửa, bổ sung, quả thực là công việc vô cùng khó khăn, thật là trớ trêu, khao khát ngày đêm suốt 14 năm, ẩn nhẫn mưu tính 14 năm, kết quả chỉ nhận lại một đống phế tích cơ quan. Ninh Chuyết cười ha hả, thi triển công pháp. Hỏa tán bàn nhược giải linh kinh, ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên, lan ra nhanh chóng, bao trùm lấy vương tọa, thiêu đốt dữ dội. Tôn Linh Đồng kinh hãi, tiểu truyết, ngươi làm gì vậy? Ninh truyết đứng dậy, vừa tiếp tục thi triển hỏa pháp, vừa nhấc nhục thân môn trùng lên, tránh xa vương tọa. Hắn nhìn chầm chầm vào vương tọa đang bốc cháy, giải thích với Tôn Linh Đồng, dung nham tiên cung gần như đã sụp đổ, thiêu hủy vương tọa mới là mục đích lớn nhất của ta. Tôn Linh Đồng không hiểu. Y không biết, mạnh giao âm từng vô số lần ngồi trên vương tọa này, tìm tòi sơ hở, dùng hết tâm huyết. Cũng giống như luyện hóa ninh tiểu tuệ, có thể gia tăng linh tính cho hành vân lưu thủy phù. Thiêu hủy vương tọa tiên cung, nhất định có thể sinh ra linh tính, gia tăng cho Phật y mạnh giao âm, quả nhiên. Ninh Chuyết mừng rỡ nhìn vương tọa bị nung chảy, những điểm sáng linh tính như đong đóng bay lên. Long ngoan hỏa linh cuối cùng cũng không thể trốn tránh nữa, nó hiện ra hình dáng long quy, Ninh Chuyết, không được, mau dừng tay, nhanh dừng tay lại ngươi thiêu hủy vương tọa chỉ có thể kéo dài sự sống cho mẫu thân ngươi thêm một chút thời gian mà thôi dung nham tiên cung không có vương tọa sẽ bị xích diễm thú triều công phá toàn bộ sụp đổ đến lúc đó không còn đầu cầu này nữa yêu thú triều sẽ tràn xuống dưới núi giết sạch toàn bộ cư dân trong thành ngươi sẽ tạo thành nghiệp sát vô biên nghiệp chướng đeo bám không chỉ bất lợi cho việc tu hành mà cả đời ngươi sẽ gặp xui xẻo mọi chuyện đều không thuận lợi trời đất quán hận ngươi sẽ không thể tiến thêm bước nào, vừa rồi ngươi đã nếm trải cảm giác bị nghiệp hỏa thiêu đốt rồi đấy. Cơn đau đó tăng lên gấp 10 vạn lần, ngươi có thể tưởng tượng được không? Ngươi có thể chịu đựng được không? Long ngoan hỏa linh không thể không gấp gáp khuyên can. Đều là đồng lõa, nếu lần này đại cục sụp đổ, nghiệp chứng chồng chất, nó cũng không thể thoát khỏi liên quan, kết cục sẽ vô cùng thảm khốc, chỉ cần mẫu thân ta có thể khôi phục linh tính, hừ. Ninh Chuyết lạnh lùng nói, vẻ mặt kiên quyết. Long ngoan hỏa linh sốt ruột đến mức hoa hoa kêu to, toàn thân bốc hỏa. Tôn Linh Đồng vội vàng đứng bên cạnh Ninh Chuyết, cảnh giác nhìn Long ngoan hỏa linh. Long ngoan hỏa linh khổ sở khuyên nhủ, nhưng Ninh Chuyết mắt biết tai ngơ. Chu Huyền Tích vừa kinh hãi vừa tức giận, lần đầu tiên nảy sinh sát ý với Ninh Chuyết. Ninh Chuyết, hắn gầm lên như sấm, đừng tự hủy hoại cuộc đời mình, tạo ra thảm án cho cả thành, ngươi chắc chắn sẽ trở thành tội phạm bị truy nã, chính đạo trên đời sẽ hợp sức truy sát ngươi. Hắn liều mình xông lên, trúng một đao của đại xà liêm, cánh tay trái gần như bị chặt đứt, nhưng vẫn gắt gao nắm lấy liêm đao. Lực lượng của Phật y mạnh giao âm rõ ràng không bằng Chu Huyền Tích, nhất thời không thể thoát ra được. Chu Huyền Tích huyết sáo. Thần thông, Minh Kim Thu Binh, Kim Ý bao trùm đại xà liêm, nhanh chóng lan ra, đông kết thành một lớp hoàng kim, phong ấn nó. Chưa kịp phong ấn hoàn toàn, Chu Huyền Tích đã buông đại xà liêm ra, thoát thân, lao về phía ninh triết. U Minh Sứ Tiết, Thích Bạch, Nhũ Điệp Nương, Thiên Khí Cầu Băng Tinh Tuyết đồng loạt ra tay chặn đường. Nhưng Chu Huyền Tích chỉ giả vờ tấn công, sau đó lao đến gần vương tọa, vương tay chụp lấy một chiếc gương. Chính là Kim Phượng Kính, chiếc gương này vốn là của Dung Nham Tiên Cung, là một trong những lựa chọn hàng đầu để khống chế cơ quan tạo vật. Cơ thể của Phật Y Mạnh Giao Âm là cơ quan Phật Y, bị kim phượng kính khắc chế. Quả nhiên, Chu Huyền Tích vừa chiếu kim phượng kính. Dưới ánh sáng của gương, tốc độ của Phật Y Mạnh Giao Âm giảm mạnh, động tác cứng nhắc. Mạnh Giao Âm quyết đoán buông tay, đại xà liêm từ liêm đao biến thành đại xà, lao về phía Chu Huyền Tích. Kim phượng kính trong tay Chu Huyền Tích không có tác dụng với dạ vũ ma binh. Trì đôn, Chu lộng ảnh đâu? Chu Huyền Tích bị đại xà liêm cuốn lấy, nhất thời không thể ngăn cản Ninh Chuyết, trong lòng nóng như lửa đốt. Long ngoan hỏa linh đột nhiên kêu lên, Ninh Triết, người có biết lúc trước, Tam Tông Thượng Nhân khi bố trí tiên cung, trấn thủ hỏa thị sơn đã nói gì không, kim lô xích hỏa luyện hồn linh, tiên cung mai tán tế thương sinh. Ta khuyên Nam Hoàng đừng chấp niệm, tình cũ như khói tan theo gió. Chúng sinh đều khổ vì si mê, tự cho mình là người điều khiển rối. Ngã Phật từ bi là đại ái, buông bỏ chấp niệm tự thành. Ta hiểu rồi, ta đã ngộ ra, lời của Tam Tông Thượng Nhân không chỉ dành cho Nam Hoàng, mà còn dành cho ngươi, ngươi đừng cố chấp nữa, 14 năm qua, ngươi sống không khổ sở sao, buông bỏ đi, buông bỏ đi, 14 năm qua, dung nham tiên cung chính là chấp niệm lớn nhất của ngươi, buông bỏ chấp niệm đi, buông bỏ tâm ma đi. Ngươi phải học cách từ bi, từ bi chính là đại ái, nên chuyết chậm rãi lắc đầu, tại sao ta muốn chiếm đoạt tiên cung? Vì mẫu thân ta, tội nghiệt ngập trời ta cũng sẽ tự gánh lấy, ngươi gánh không nổi đâu. Chu Huyền Tích phẫn nộ gầm lên, bị cơ quan đại xà cuốn quanh người, vì lợi ích của một người mà tàn sát hàng vạn người, hành vi ma đạo như vậy. Ngươi mà làm thế, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Tiểu Chuyết, Tôn Linh Đồng lo lắng nhìn Ninh Chuyết. Y hiểu rõ tính cách Ninh Chuyết. Nếu cuối cùng khiến toàn thành bị yêu thú tàn sát, Ninh Chuyết sẽ sống trong giàn vặt. Bản thân hắn cũng sẽ vô cùng ấy nấy. Bởi vì Ninh Chuyết luôn tự nhận mình là người chính đạo, vương tọa đã bị thiêu hủy hơn phân nửa, ngọn lửa nhanh chóng yếu dần. Nhận thấy điều này, Chu Huyền Tích và Tôn Linh Đồng đều thở phào nhẹ nhõm. Long Ngoan Hỏa Linh lại cười ha hả, nhìn trầm trầm vào Ninh Tuyết: Ninh Tuyết, ngươi không làm được đâu, ngươi không làm được đâu, tuy ngươi là cung chủ, nhưng chỉ nắm giữ một phần ba quyền hạn mà thôi. Ngươi đang phá hoại dung nham tiên cung, vi phạm kế hoạch ban đầu của Tam Tông Thượng Nhân, nhân mệnh huyền ti của tiên cung đang ngăn cả ngươi đấy, dừng lại đi, đây là bố trí của tam tông thượng nhân. Người ta chỉ như sâu kiến cỏ rác, làm sao có thể so sánh với tam tông thượng nhân, Ninh Triết thất khiếu chảy máu, đột nhiên trợn mắt. Tại sao không thể? Hắn kiên quyết hét lớn, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ta không muốn làm con rối trên sân khấu ấy nữa. Ngươi có biết ta căm hận vỡ kịch dung nham tiên cung này, căm hận trò múa rối này đến tận xương tủy hay không? Cho dù nhờ nó mà ta có được thành tựu, ta cũng tình nguyện đánh đổi tất cả để lấy lại dù chỉ một ngày thọ nguyên cho mẫu thân ninh chuyết hàng giọng nước mắt trào ra hắn đột nhiên đưa tay lên bột một tiếng nắm lấy nhân mệnh huyền ti trên đầu hắn dùng sức kéo khiến sợi dây huyền ti cứng cáp biến dạng dữ dội long ngoan hỏa linh hít sâu một hơi nhưng nhanh chóng nhận ra tuy huyền ti bị biến dạng nghiêm trọng nhưng vẫn vô cùng cứng cáp nó kinh ngạc và tức giận chế nhạo ninh chuyết ngươi quá ngây thơ rồi Nhân mệnh Huyền Ti sao có thể dễ dàng bị kéo đứt như vậy chứ?" Ninh Triết kiên định, dốc toàn lực kéo. Trong thần hải ở đan điền, bạch ngẫu trắng như ngọc, quả sáng lấp lánh, thanh diệp xanh biếc như ngọc bích, phấn liên hồng như ráng chiều, kiều diễm động lòng người. Thần thông Nhân mệnh Huyền Ti biến thành lá sen, ngó sen rung rẩy, tỏa ra huyền quang. Huyền quang bốc lên, bay thẳng lên chín tầng mây, xuyên thấu cơ thể Ninh Triết, ăn mòn sợi huyền ti của tiên cung trên đầu hắn, trong nháy mắt, Ninh Triết bừng tỉnh ngộ hắn tóc tai bù xù máu me đầy mặt nhe răng cười ngâm nga ngũ khí thông linh huyết mạch sinh tam tông hợp bích trúc cơ thành mười sáu đông hạ tâm khổ luyện ngàn vạn gian nan chí càng kiên tình lý sen lẫn dây tơ rối chúng sinh cúi đầu vạn thế thần tâm ma ám ảnh chẳng cần giải kiên trì vạn năm hỏi đỉnh phong ta chưa từng buông bỏ ta sẽ tiếp tục kiên trì ai có thể ngăn cản ta cho dù là tam tông thượng nhân cũng không được Ta mới là người điều khiển tình lý, khiến vạn vật chúng sinh phải cúi đầu xưng thần. À, à. Ninh Triết gào thép như điên dại. Hắn nắm chặt nhân mệnh huyền ti, dùng hết sức lực, pháp lực, tinh thần, ý chí, bụt. Tuy không nhìn thấy huyền ti, nhưng Chu Huyền Tích và Tôn Linh Đồng đều nghe thấy một tiếng động nhỏ. Còn trong mắt Long Ngoan Hỏa Linh, sợi dây treo đã bị đứt làm đôi. Long Ngoan Hỏa Linh há hốc mồm, mắt trợn trừng như sắp rớt ra ngoài. Trong cơn kinh hải tột độ, nó đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra cách đây mấy trăm năm. Buổi chiều gặp gỡ Tam Tông Thượng Nhân. Long ngoan hỏa linh bị nén nhỏ lại, ngước nhìn Tam Tông Thượng Nhân, giống như sâu kiến phàm trần nhìn lên thiên trụ và Phật Đà. Tam Tông Thượng Nhân chậm rãi nói, 800 năm sau, thiên địa đại kiếp, càng không đảo lộn, máu chảy thành sông, xác chết chất thành núi, tổ hỏa giao xà, ngươi sinh ra đã mang tội nghiệt nặng nề. Từ nay về sau, ngươi hãy làm cung linh, điều khiển tiên cung, trấn giữ hỏa thị sơn. Chỉ cần sau này, hỏa thị sơn mưa thuận gió hòa, không còn tạo sát nghiệt, người vô tội không bị tai họa. Chỉ cần 720 năm, ngươi sẽ trả hết tội nghiệp thiên sinh, thoát khỏi sát rùa, chính thức có được linh hồn giao long. Long ngoan hỏa linh chấn động dữ dội, dùng linh tính giao tiếp bí mật với tam tông thượng nhân. Nó gào lên, 720 năm. Quá dài, quá dài. Chi bằng giết ta đi. Tam Tông Thượng Nhân truyền âm, 720 năm, không phải là số mệnh. Trong khoảng thời gian này, nếu ngươi gặp được người có thể cắt đứt nhân mệnh huyền ti của chính mình, thì hãy đi theo hắn. Bởi vì, hắn đã có thể cắt đứt bản thân, tất nhiên cũng có thể cắt đứt cho ngươi, mấy trăm năm sau. Giờ phút này, Long Ngoan Hỏa Linh ngước nhìn Ninh Chuyết, cảm nhận được khí phách hùng hồn của Tam Tông Thượng Nhân từ trên người hắn, ngọn lửa đột nhiên bùng cháy dữ dội, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều vương tọa chỉ còn lại ba phần. Long ngoan hỏa linh gầm lên, lao vào trong biển lửa, mặc cho linh hồn bị thiêu đốt, ninh chuyết, dừng tay lại. Chu huyền tích bất chấp tất cả, tạm thời buông tha Phật y mạnh giao âm, đổi mặt kính, chiếu vào ninh chuyết. Bạch quan tỏa ra từ người ninh chuyết, bao phủ lấy hắn. Chính là tấm bùa hộ thân mà ninh tự phạm đã ban cho trước đó, ngay sau đó, ngã Phật tâm ma ấn bay ra, đến bên cạnh ninh chuyết, dừng lại một chút rồi chui thẳng vào thần hải của hắn. Một tầng Phật quan xuất hiện, ngăn cản ánh sáng của gương. Lần này đến lượt Chu Huyền tích trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc vô cùng. Ngã Phật tâm ma ấn. Hắn chưa bao giờ quên lời di ngôn của Nam Đậu Thái Thượng Hoàng mà hắn nhận được ở Kinh Thành. Ngã Phật tâm ma ấn không thể xem thường, nhưng quả quá lớn, dung nham tiên cung tuyệt đối không phải do Tam Tông Thượng Nhân tùy ý đặt xuống hắn luôn ghi nhớ lời dặn dò của đương kim quốc quân Nam Đậu. Tam Tông Thượng Nhân khi về già đã đặt dung nham tiên cung ở Hỏa Thị Sơn, dụng ý sâu xa, khó lường. Chuyến đi này, ngươi không được hành động lỗ mãn, phải thuận theo tự nhiên, đừng phá hỏng tâm huyết của Tam Tông Thượng Nhân. Chu Huyền tích giật mình, ngã Phật tâm ma ấn chủ động nhận chủ. Chẳng lẽ Ninh Chuyết chính là người kế thừa mà Tam Tông Thượng Nhân đã an bài từ trước sao? Hắn có thể sử dụng kim phượng kính, bởi vì chiếc gương này vốn là của nam đậu thái thượng hoàng. Tuy đã dâng lên cho quốc quân, nhưng bảo kính chưa được tế luyện lại, nên hắn vẫn có thể sử dụng. Nhưng ngã Phật tâm ma ấn thì sao? Theo như Chu Huyền tích biết, đây là lần đầu tiên Ninh Chuyết tiếp xúc với nó. Cho dù, cho dù tình huống của Ninh Chuyết giống hệt hắn, thì việc có được ngã Phật tâm ma ấn cũng đã là chuyện động trời rồi, trên đỉnh hỏa thị sơn, ẩn mình trong mây khói. Mông vị sắc mặt tái nhợt, u ám nói, cuối cùng cũng đến lúc rồi ông ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để khống chế cục diện mượn sức mạnh của ba con yêu thú cấp nguyên anh liên tục làm suy yếu dung nham tiên cung cuối cùng cũng đến lúc ông ta cũng có thể toàn lực ra tay từ khi tiên cung xuất thế mông vị đã tọa trấn trên đỉnh núi ngồi yên suốt mấy tháng giờ phút này ông ta đã chờ đợi quá lâu ông ta đứng dậy phiêu nhiên bay xuống ông ta lấy ra ấn tỉ nhắm thẳng vào đầu đạp diễm tích quanh một tiếng nổ lớn vang lên đầu đạp diễm tích bị đánh xuyên qua ốc văng tung tóe nhưng nó vẫn chưa chết hoảng sợ bỏ chạy tụ lý càng không tay áo ông ta bộc phát sức hút khủng khiếp hút lấy yêu thú tẩu hỏa xà cấp nguyên anh tạm thời trấn áp nó trưởng trung huyền cơ mong vị toàn lực xuất thủ một bàn tay pháp lực khổng lồ đánh bay ma viên cấp nguyên anh xuống đất định kết liễu nó nhưng ninh tự phạm lại liều lĩnh xông lên trước cướp lấy ma viên mông vị đã biết vị trí cung chủ rơi vào tay nhập môn tiêu chuẩn thời gian cấp bách quyết định tạm thời không so đo với ninh tự phạm ông ta thi triển pháp lực đại thủ nhấc bổng nóc chủ điện lên vở kịch này nên kết thúc rồi mông vị sắc mặt âm trầm phiêu nhiên bay xuống vương tọa bị thiêu hủy hoàn toàn linh tính thu được đều bổ sung vào phật y mông vị hừ lạnh một tiếng điều khiển bàn tay pháp lực bằng thần thức chụp về phía ninh triết. chu huyền tích lại đột nhiên chuyển mặt kính chiếu vào bàn tay pháp lực. Hửm! Mông vị nhìn chầm chầm Chu Huyền Tích với ánh mắt lạnh lẽo. Tôn Linh đồng vội vàng nắm lấy tay Ninh Chuyết, định thi triển thuật dịch chuyển, mang hắn rời đi. Tuy biết rõ trước mặt Nguyên Anh tu sĩ, loại tiểu thuật này gần như không có hy vọng chạy trốn. Ninh Chuyết vỗ nhẹ tay Tôn Linh Đồng, mỉm cười, lão đại, đừng lo lắng. Ngươi quên rồi sao, ta là người chính đạo. Nói xong, hắn chấp tay hành lễ với mông vị trịnh trọng nói thành chủ đại nhân tiểu tử ninh chuyết nguyện nhường lại vị trí cung chủ chu huyền tích quay phát lại nhìn ninh chuyết tôn linh đồng trừng mắt cũng quay lại nhìn ninh chuyết mông vị dừng bước nhìn chằm chằm vào ninh chuyết toàn trường im lặng ninh chuyết chủ động phá vỡ sự im lặng tiểu tử tu vi thấp kém năng lực hạn hẹp tình hình hiện tại nguy cấp chỉ có thành chủ đại nhân mới có thể xoay chuyển càng khôn vực dậy cơ đồ vị trí cung chủ dung nham tiên cung này không ai xứng đáng hơn thành chủ đại nhân công linh đồng nhìn ninh triết rồi nhìn về phía vương tọa nơi đó nào còn vương tọa chỉ còn lại một cái hố cuối cùng y nhìn mông vị mông vị nhìn ninh triết nhìn nhục thân mông trùng trong tay ninh triết nhìn u minh sứ tiết thích bạch đang phong ấn hồn phách mông trùng cuối cùng ông ta nhìn chu huyền tích chu huyền tích như bừng tỉnh khỏi giấc mơ nghiêm mặt nói Ninh Chuyết hưởng ứng chiêu hiền lệnh, chủ động thoái vị nhường chức, chính là công thần của Nam Đậu Quốc. Tình hình hiện nay, ta không thể gánh vác nổi. Chỉ có môn vị đại nhân, là nguyên anh cao quý, mới có thể trấn áp thú triều, bảo vệ bách tính. Thực ra, đây chính là trách nhiệm của vị thành chủ hỏa thị tiên thành này, khóe mắt môn vị giật giật. Giờ phút này, ông ta nhớ lại bài thơ sấm ngôn mà ông ta đã suy tính ra, chính ta được mất đều là nhất niệm tân chủ an dân lấp cựu hố. Thì ra, chính ta được mất đều là nhất niệm, là như thế này, thì ra, tân chủ an dân lấp cựu hố, là như thế này. Đúng là gian xảo. Quyển một kết thúc, chúc mọi người trung thu vui vẻ. Thức suốt đêm gõ chữ, hoa mắt chóng mặt, tí nữa đi ngủ đây. Quyển một quá phức tạp, viết đến muốn sống muốn chết, tinh thần, thể xác mệt mỏi vô cùng, mai không ra chương mới, xin phép nghỉ ngơi một ngày. Ta muốn nghỉ ngơi. Ta muốn hít thở không khí trong lành. Lời kết quyển một tạm thời chưa có sức viết, nhưng sẽ bổ sung sau. Đã hoàn thành lời hứa với mọi người, mạch truyện đại cao hồ đã xong, chắc chắn còn lỗi chính tả, tạm thời không sửa được. Hai mắt mờ rồi, ta phải đi ngủ ngay. Hết quyển 1, chương 557, tổng kết quyển 1, tối trung thu, tôi và các cộng sự đã họp bàn từ 7 giờ tối đến tận 11 giờ đêm, Tổng kết những vấn đề còn tồn tại trong quyển 1 và thảo luận giải pháp. Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi. Thứ nhất, tôi thực sự rất kém trong việc ước lượng số lượng chương dựa trên dàn ý, cả chi tiết lẫn tổng quát. Tôi thành thật xin lỗi bạn đọc vì điều này. Nhìn lại, chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có thể đưa ra lời hứa như vậy. Thật là thiếu suy nghĩ và liều lĩnh. Tôi vô cùng hổ thẹn Việc này đã ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của mọi người và khiến tôi vô cùng ấy nấy. Tôi xin cúi đầu nhận lỗi với tất cả bạn đọc. Thứ hai, do hạn chế về thời gian và nhân lực, việc gửi quà tặng cho độc giả đã bị trì hoãn. Bản thân tôi và các cộng sự trong nhóm vận hành đều là những người mới, thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cải thiện. Dự kiến, quà tặng sẽ được gửi đến bạn đọc vào tháng 9. Tiếp theo, tôi muốn chia sẻ một chút cảm nhận cá nhân hừng cảm giác của tôi khi viết quyển một giống như là bị đánh bầm dập suốt một quãng đường marathon vậy khi kết thúc tôi gần như kiệt sức nằm vật ra đất không còn chút hơi sức nào từ khi bắt đầu viết tiên công khai vật tôi đã luôn phải chịu áp lực rất lớn áp lực đến từ mọi phía từ tiến độ truyện từ kỳ vọng của độc giả trong đó áp lực lớn nhất là việc phải duy trì tiến độ cập nhật để so sánh Hai tác phẩm trước của tôi là Cổ Chân Nhân và Vô Hạn Huyết Hạch có số lượng chữ mỗi ngày ít hơn, tiên công khai vật rất nhiều. Cụ thể, Cổ Chân Nhân được xuất bản ngày 15.12.2012 phần phần và kết thúc ngày 30.05.2019, tổng cộng 733 chương, khoảng 5 triệu chữ. Trung bình mỗi năm cập nhật 112. 7.000 chữ mỗi tháng 9. 5.000 chữ mỗi ngày 3. 1.000 chữ, vô hạn huyết hạch, được xuất bản ngày 08.03.2020 và kết thúc ngày 25.01.2024, tổng cộng 756 chương, khoảng 3.14 triệu chữ. Trung bình mỗi năm cập nhật 82.000 chữ, mỗi tháng 6. 8.000 chữ, mỗi ngày 2. 2.000 chữ, tiên công khai vật được xuất bản ngày 20,04 phần 2024 và tính đến ngày 17,09 phần 2024 đã ra đến chương 327, tổng cộng 96. 7.000 chữ Trung bình mỗi năm cập nhật 193. 4.000 chữ, mỗi tháng 19. 3.000 chữ, mỗi ngày năm. 5.000 chữ Như vậy, có thể thấy, số lượng chữ cập nhật mỗi ngày của tiên công khai vật cấp 1. 775 lần cổ chân nhân và 2 5 lần vô hạn huyết hạch. Đây là một cường độ làm việc khủng khiếp, chưa từng có trong sự nghiệp viết lách của tôi. Việc này đã gây áp lực rất lớn lên cả thể chất lẫn tinh thần, khiến tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng ở giai đoạn giữa quyển 1. Kết quả là chất lượng hành văn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng hết sức để thích nghi và cải thiện. Phần cao trào của quyển một chính là kết quả của chuỗi ngày tháng thức trắng để chạy đích lai. Tôi muốn mang đến cho bạn đọc một cái kết trọn vẹn nhất có thể, xứng đáng với sự chờ đợi của mọi người. Về nội dung và kết cấu, quyển một được xây dựng với ba lớp nội dung khá phức tạp. Lớp một, sự xuất hiện của Ninh Chuyết và sự kiện đánh bom tiên cung. Lớp hai, tập trung vào các nhân vật, tôn linh đồng, thích bạch, viên đại thắng. Lớp ba, cao trào với cuộc chiến tại dung nham tiên cung và chiến thắng của ninh truyết kết cấu ba lớp này có thể ví như chiếc bánh ba tầng mỗi tầng có hương vị riêng biệt khi thưởng thức tầng dưới bạn sẽ cảm nhận được dư vị của tầng trên từ đó dần dần nắm bắt được bức tranh toàn cảnh chỉ khi đọc đến tầng cuối cùng bạn mới có thể thực sự hiểu rõ ý nghĩa của toàn bộ quyển một cũng như thấu hiểu được con người giỏi che giấu của ninh truyết quyển một có dàn nhân vật đồ sộ và nhiều tình tiết phức tạp tôi đã phải vắt ốc suy nghĩ để xây dựng mối liên hệ logic giữa các nhân vật sự kiện cũng như lồng ghép chi tiết dấu ẩn một cách hợp lý hai vở kịch rối tần liệt phó trận và phương thanh tẩy oan chính là ví dụ điển hình cho sự đầu tư kỹ lưỡng của tôi thậm chí đến tận cao trào cuối cùng dung nham tiên cung cũng trở thành sân khấu cho một vở kịch rối khác với sự tham gia của tam tông thượng nhân và nam đậu thái thượng hoàng Bài thơ của Tam Tông Thượng Nhân và Ninh Chuyết thực chất là một bài thơ được chia làm hai phần, phần trên và phần dưới, tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Như các bạn đã thấy, có rất nhiều chi tiết được cài cắm. Hầu hết đã được giải đáp, và những chi tiết còn lại sẽ là manh mối quan trọng cho phần sau của câu chuyện. Hiện tại mà xem, tôi chưa tìm thấy lỗi logic nghiêm trọng nào cả. Điều này thực sự khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Điều tôi lo lắng nhất chính là vấn đề này. Tôi đã xem xét kỹ lưỡng dàn ý cho cao trào cuối cùng từ cuối tháng 8, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của độc giả. Thật sự quá phức tạp. Có quá nhiều nhân vật, tôi cần phải cân nhắc tính cách, lý tưởng, thông tin mà mỗi nhân vật biết được, để xây dựng một cốt truyện hợp lý. Tôi tin rằng nhiều bạn đọc đã nhận ra, cấu trúc của phần một trong, vô hạn huyết hạch, cũng tương tự như vậy, nhưng, tiên công, có nhiều nhân vật và nhiều manh mối hơn. Cách viết này thật sự rất vất vả mà hiệu quả lại không cao. Khi viết vô hạn huyết hạch, tôi đã bị chê trách và quá trình xây dựng nền tảng cho tiên công cũng bị chê trách. Nguyên nhân chính là do thói quen viết lách. Thói quen này đã ăn sâu vào tôi, không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Điều này không thực tế. Tôi rất muốn nâng cao trải nghiệm đọc của mọi người, tôi không thể để mọi người vừa đọc vừa cảm thấy khó chịu được. Dàn ý của phần 1 đã được xác định không thể thay đổi được nữa. Các nhân vật, manh mối và những chi tiết cài cắm giống như những bánh răng khớp với nhau, hoặc như những mấu ghép, động vào một cái sẽ ảnh hưởng đến tất cả. Những bạn đọc đã đọc xong phần 1 sẽ hiểu rõ hơn sự bất lực của tôi. Tất nhiên, nếu muốn sửa đổi cũng không phải là không thể. Nhìn lại bây giờ vẫn còn chỗ để cải thiện. Vấn đề chính là sức lực của tôi đã bị tiêu hao đến mức giới hạn. Ý chí cũng vậy, đã bị tiêu hao trong thời gian dài. Vì vậy, đây sẽ là một trong những trọng tâm của phần 2. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi, cảm ơn các bạn đã bảo vệ tôi. Trong thời gian bị chỉ trích, mỗi sự ủng hộ và tin tưởng đều như than hồng giữa mùa đông. Cảm ơn các bạn đã góp ý, rất nhiều ý kiến phê bình là có lý và nhóm vận hành đã thu thập và tổng hợp chúng lại cho tôi. Vì vậy, trong phần 2, tôi sẽ cố gắng cải thiện và nâng cao chất lượng, tuy nhiên Hiện tại, khả năng cá nhân của tôi đã đạt đến giới hạn, quá trình cải thiện có thể sẽ không mang lại hiệu quả cao và ngay lập tức. Tôi cần phải nói rõ điều này với các bạn đọc. Trong quá trình cải thiện, số lượng từ mỗi ngày có thể giảm đi. Nhưng tôi sẽ đảm bảo ít nhất 4.000 từ mỗi ngày. Hiện tại, theo quan điểm cá nhân của tôi, cao trào cuối cùng của phần 1 đạt được tiêu chuẩn bình thường. Mọi người đừng kỳ vọng quá nhiều vào cao trào cuối cùng của mỗi phần bởi vì tôi cũng có thể không đạt được phong độ tốt nhất. Cao trào cuối cùng của phần 2, theo cảm nhận của tôi, sẽ còn mãn nhãn hơn phần 1. Hiện tại, tôi đã chuẩn bị đặt vẽ tranh minh họa cho cao trào cuối cùng, sau này sẽ làm thành một bộ tranh rất đẹp, cuối cùng. Mời các bạn đón đọc phần 2 của Tiên Công, Vân Kình sắp chết kêu rên và chìm xuống biển, Thương Giang Long thần mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Vân Đạo Phi không, điều khiển cơ quan phi thuyền, gào thét bay qua liệu lời tiên tri của vạn tượng tông có thành hiện thực ninh truyết nương con sẽ đưa nương về nhà nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha